Đây là lần thứ ba hay lần thứ tư gì thôi mà tổ chức các chương trình thiện nguyện tại ngôi chùa Phước Tường ở đây. Một cơ duyên được đến với thầy nhà trường và được thầy hướng đạo để hiểu như thế nào là sẽ chia. Và lời đầu tiên thì con xin chúc thầy nhiều sức khỏe và cảm ơn thầy trong suốt thời gian qua đã cho con được cái đức tin để mà có thể bình an và tiếp tục trong các cuộc sống cũng như trong công việc đời sống đó của mình. Lời đầu tiên thầy hỏi là mọi người trong suốt thời gian qua có những người đã đến đây rồi đúng không ạ? Và có những người đã gặp ngoài rồi đúng không ạ? Ai gặp rồi giơ tay lên. Chị cho thầy hỏi mọi người có khỏe không? Lễ tháng 7, lần tháng 7 là lễ Phương Lan thì đó là ngày đoàn tụ gia đình và thầy cũng muốn chia sẻ những cái may mắn của mình đến cho tất cả mọi người, các cô, các chú, các em và các dì. Thì thưa thầy cũng không có muốn nói thêm nhiều thì quý vị đời cũng đau và rất là nắng. Thì cũng mong các quý vị có được nhiều sức khỏe hơn, được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống và được hạnh phúc hơn của gia đình của mình. Dạ, cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn lời phát biểu của Hoa hậu Phu Nhân Thu Hoài. Kính thưa tất cả quý vị, thì đối với chư tăng của gia đình Phước Tường của chúng tôi thì rất là cảm niệm cái công đức của Hoa hậu Thu Hoài cũng đã nhiều lần trở về đây để phát quà cũng như là hỗ trợ cho tất cả bà con nghèo tại ngày hôm nay. Và giờ phút này để thay lời trả lời cảm ơn thì mời sư phụ sẽ có một vài lời để đối với đơn vị tài trợ, đó là tất cả các anh chị em là nhân viên của Hoa hậu Thu Hoài. Xin cung kính sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hoa hậu Thế Giới Thu Hoài cùng đoàn thiện nguyện cùng lắng một tấm lòng của đoàn thiện nguyện hôm nay. Kính thưa tất cả bà con địa phương nơi đây, thì hôm nay dịp Du Lan tháng 7 thì Hoa hậu Thu Hoài lại trở về Phước Tường lần này là lần thứ tư để phát quà từ thiện hỗ trợ bà con nơi đây vùng sâu vùng xa, nơi rất là thân tình. Chúng ta đã cảm nhận được những cái Hoa hậu Thu Hoài đã lần quà từ thiện khác hơn những lần trước, thì những lần này có lẽ là Hoa hậu Thu Hoài cũng đã cảm được những cái tình thương chia sẻ đối với bà con Phật tử tại nơi đây cũng như là pháp Phật nhiệm màu. Cho nên thời gian gần đây quý vị đã từng trở về đây để chia sẻ những cái cuộc chuyến từ thiện như thế này. Chúng ta đã gặp một Thu Hoài mặc những cái bộ đồ đạm đi chùa rất là trang cho bình dị, tuy nhiên cũng len lỏi đâu đó những cái hình ảnh rất là thân thương và tươi đẹp của cô Thu Hoài cũng như là tất cả những đoàn thiện nguyện của cô đã trở dây cũng đã trở về đây. Thì trước khi dứt lời, xin chân thành cảm ơn đoàn thiện nguyện của Hoa hậu Thu Hoài cũng đã nhiều lần góp của góp sức đối với bà con tại nơi đây, và cũng cầu chúc cho Hoa hậu Thu Hoài cũng như là đoàn thiện nguyện luôn luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm được an lạc, thật sự được các tiền ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để cho cái buổi phát quà nó được nhanh chân hơn thì chắc là quý vị hoan hỷ cho thầy sẽ đọc danh sách 20 người sẽ nhận học bổng ngày hôm nay, thì sau đó Hoa hậu Thu Hoài sẽ cùng với ban tổ chức sẽ phát gạo cho mấy cô về nhanh ha mấy cô. Trước tiên phần trao học bổng xin được chân thành kính mời thầy Lễ Phẩm, thầy Lễ Tĩnh, thầy Lễ Hiếu, Lễ Dưỡng, sư cô Thánh Thuận, Thánh An, Hạnh Quý, Diệu Tâm, Hạnh Hiền, Dương Tâm Phong. Mời quý thầy và quý sư cô chúng ta hoan hỷ bước về phía trước. Nhân dân lên nguyện nhận những phần học bổng hỗ trợ của cái vị thầy trợ Hoa hậu Thu Hoài sẽ trao cho tất cả quý thầy quý sư cô trong viện Trung học Phật pháp tại các giảng đường của trường Phật Công Học. Right.
tiếp theo cho các bạn học sinh là kiến thức để các bạn sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn và đang chăm sóc học sinh trường học tại đơn vị trước trường. Xin được mời các bạn sinh viên có tên sau đây nhân danh bốn anh tiếp theo là bạn Kim Sen, Mỹ Chi, Nguyễn Văn Thanh, Ngọc My, Tường Dung, Tường Vi, Nguyễn Quang Dự, Nguyễn Ngọc Hồng Huệ, Nguyễn Thị Nhung. Mời các bạn có tên trong danh sách bước lên phía trên để nhận những phần học bổng đến từ Hoa hậu Thu Hoài. Mười luôn mà. Dạ. Mười luôn mà. Một số bạn đi học nhìn em nha. Xin lỗi. Xin quý vị cùng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Hoa hậu Thu Hoài. Và trong cái buổi trao học bổng cũng như là phát quà tặng ngày hôm nay thì đối với ban tổ chức đơn vị Hoa hậu Thu Hoài và các anh chị em công nhân viên cũng có một phần để trao tặng cũng như là cúng dường cho Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa trụ trì bước từ phía trên để nhận phần quà từ đơn vị tài trợ đó là Hoa hậu Thu Hoài. Và bây giờ thầy xin mời tất cả các anh chị em bên nhân viên từ bên đơn vị của Hoa hậu Thu Hoài cũng như các bạn thanh niên bên Hoa hậu Phước Tường thiện nguyện giờ phút này cũng hỗ trợ cho ban tổ chức chúng tôi phát triển phần gạo ngày hôm nay. Và bây giờ tất cả cũng như những lần trước đó thì đề nghị bà con là mình sắp 4.000 cho nhanh ha. Sắp 4.000, những người lớn tuổi mình dùng cho người lớn tuổi tại vì thầy cũng đã chuẩn bị hết tuổi quà hết rồi. Bây giờ sắp tầm sau 4.000 dùng cho mọi người có thấy ngày hôm nay có ca sĩ Đơn Nguyễn cho Thanh em à. À em cho em số cái bàn kéo qua đây dùm bây giờ mọi người lùi giùm em, mọi người lùi xuống giùm em đi. Ở mấy cô chúng ta lùi xuống dưới một xíu đi ạ. Cái này không. Mọi người lùi xuống giùm em tí được không ạ? À lùi bên đây mà làm sao hết tại vì chúng ta đây không chen vô để lẫn quà được không? 4 nha. Không phải đứng nghe là không thể nào. Không định đọc ạ, đọc thì xong là phá được. Thì 4.000 đây nè, để lại 4 người đây là đây đi ra đây, đây đúng rồi đây. Nếu mà mọi người đứng như vậy không phát thì em sẽ không phát. Mọi người ghen vậy em sẽ không phát. Mấy cô bên đây qua bên đây hết để người ta lãnh em ra đi ra. Cái đang tầm một chút mấy cô đứng đây người ta đâu có đi ra được đâu. Ngồi xuống dưới hết đi có phiếu là có. Mọi người đứng xếp hàng tập tụi bên em đi. Không phải đi vô trong mát đó là xếp hàng chờ đi. Bây giờ chưa có, bây giờ đứng như này xếp đâu có đi được đâu. Rồi bây giờ ở đây mới bắt tin ra, mình giờ bắt tin xếp hàng lại ngay. Chứ như này cũng xếp được, cũng chưa. Đó, bắt được. Em đi. Cùng thân ra đó, có ai không? Giờ bố cái bắt với ai đó. Nếu vậy mình đứng đây, mình đứng đây. Đi ra luôn, không đi ra con này luôn. Đúng rồi, cho nên những người đứng bên đây sẽ không lấy được gạo. Những người đứng bên đây sẽ không.
không lấy được gạo đâu. Cái vòng ra phía sau, cái vòng ra cái cửa sau. Cái vòng ở bên hông, bên hông nhà bếp là mình đi lên là đi ra lãnh quà là đi ra luôn. Cái người xét vé sẽ là nằm ở đây. Mà xét vé xong thì mới lấy gạo đây đi ra luôn. Ở bên này mọi người đứng đây thì làm phòng lấy. Mấy bạn lần sau nghĩ phụ đưa gạo lên nha. Đó, từ đây qua ha. Bây giờ bà con mình đi vòng ra sao, có biết đi vòng ra sao đi hàng hộ vô. Ở bên đây hai người đi hàng hộ vô. Rồi, 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 bây giờ có khác đi ăn lại. Đi ra vòng ra phía ngoài mới có vòng ra phía ngoài không bắt cái này mà bắt thải đi Phượng ơi ba có vòng ra phía sau hết không bắt cái này nha. Từ từ coi. Bây giờ mọi người chen lên chen mấy người lớn tuổi ta ăn luôn em không phát nữa. Đã những mặt cầm thứ là sẽ có gạo đủ mà mọi người chen lên gì em không phát. Phải lui lại đằng sau bớt. Em không phát nữa tới khi nào mọi người lui lại đằng sau bớt. Bây giờ lớn tuổi là biết được không nào. Làm đỉnh đầu chứ. Lắm đất tâm cái này. Đem vô cho. Em nói là em không phát nữa. Bây giờ em đã muốn tao lên tới đây rồi. Đưa con này, đưa con này. Kêu tại sao đứng ở đây, đứng sao kìa? Cần dưới đó, đừng chạy không trên. Cần dưới một thang thôi. Cần xuống từ từ, cần xuống từ từ. Mẹ anh, cô này hai thiếu.
nhiều nha. Đúng rồi đó. Quát nhạo lên đi, quát nhạo. Đó, cái chặt này đừng vô á. Quát nhạo lên, quát nhạo. Không vô được đây được. Không vô được đây được. Đây được. Nói lên là chú phát. Chú này hai. Hai phiếu, một phiếu, hai phiếu rồi. Một phiếu đi ra luôn. Hai. Rồi một, hai rồi ra luôn. Phiếu đâu? Phiếu đâu? Thôi, không phiếu không, không, không có phiếu là không có phát được má ơi, không cảm má ơi. Một phiếu rồi. Hai phiếu. Ba. Mấy phiếu? Hai. Rồi ra luôn. Chú này ba. Ba, một nè. Hai. Ba, rồi ra luôn. Con lấy phiếu đi. Hai phương. Quăng lên. Hai phiếu. Rồi hai phiếu ra luôn. Rồi một. Từ từ ai cũng có mà. Hai phiếu. Rồi ra luôn. Một phiếu rồi ra luôn. Mấy phiếu rồi. Ra luôn. Con này hai. Hai phiếu. Đây, hai phiếu rồi. Ra luôn. Cái này một nè. Chuyển lên đi. Hai phần. Đây, hai phần rồi, ra luôn. Một phiếu rồi, ra luôn. Ba phiếu. Hai phần. Rồi, hai phần, ra luôn. Hai phiếu rồi. Một. Đây. Ra luôn. Hai phiếu hả? Rồi. Một. Hai. Rồi ra luôn. Mấy phiếu? Ba. Ba. Một. Rồi. Đổ ra luôn. Đây. Con cứ lấy phiếu rồi con la lên. Hai phiếu rồi, đây hai phiếu ra luôn. Hai phiếu. Dạ con. Nhanh lên. Nhanh con. Thành giấy. Một. Chú này một. Chú ơi. Một.
khăn gì không? Ba phiếu ngoài đi. 1, 2, 3 rồi ba ra luôn. Hỏi mấy phiếu? 2, 2, 2, 2 con cứ la lên là mấy là chưa? Rồi 1 đi luôn. 2 phiếu rồi. Rồi đi luôn. Cảm ơn. 3 nè, ôm nè. 4 rồi thêm cái nữa 4 rồi 4. 1 2 3 1, 2 ra luôn. Mấy, ba, một, hai, ba, rồi ra đi. Cứ lo phần mình đi, 1, rồi ra. Rồi. Rồi lên. Lên liền, tranh thủ lên liền. Rồi, gần xong rồi. Lẹ lẹ lên. Đừng có đi. ra luôn. Nhanh lên còn người khác nữa. Mấy? Một ra luôn, nhanh. Rồi đi đi cô. Hai rồi má. Một. Ra đi luôn. Rồi hai luôn ra luôn. Mấy? Một, mày cũng lấy cái bao đó mình đi ra một cao quá. Đây, nhanh hết gạo rồi. Hai, rồi. Nhanh lên hết gạo rồi. Ba hả? Mấy? Bốn. Hai. Ba. Rồi bốn, đi ra luôn. Mấy? Hai. Lấy hai nè. Trời ơi, nãy giờ vẫn không nói chưa. Mấy? Mấy? Rồi, một. Hai luôn, ra luôn. Một. Hai phải không?
mấy? 3 rồi ra luôn, nhanh ra luôn, nhanh tay cũng còn mà chậm tay cũng còn mấy? Hai luôn.